Huấn luyện viên Manopol kính bất ngờ lo sợ U23 Campuchia vì huấn luyện viên Kỳ Sư Kè Honda quá giỏi. Đó là trận gặp U23 Campuchia ngày 14 tháng 5 và U23 Lào ngày 16 tháng 5. Đây là hai trận đấu then chốt mà U23 Thái Lan cần giành luôn chiến thắng sẽ chắc một trong hai suất vào bán kết của bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 31. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Manopol kính đánh giá, trận tiếp theo gặp U23 Campuchia đang khiến tôi có tâm lý bất an. Đội bóng này hiện do huấn luyện viên Kỳ Sư Kè Honda dẫn dắt, và cậu ấy đã làm nhiều điều ấn tượng để cải thiện đội bóng này một cách đáng kể. Những gì tôi thấy U23 Campuchia đang thi đấu là một đội bóng được tổ chức rất tốt, có hệ thống thi đấu rõ ràng và sẵn sàng gây khó cho mọi đối thủ. Tuy nhiên, tôi sẽ có sự chuẩn bị và sẽ nghiên cứu kỹ hơn về đối thủ này. Ở lượt trận tiếp theo tại bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 31, U23 Thái Lan nghỉ thi đấu. Những U23 Campuchia ra sân gặp U23 Singapore lúc 16 giờ chiều nay, ngày 11 tháng 5. Còn U23 Malaysia đấu U23 Lào lúc 19 giờ cùng ngày và đều trên sân Thiên Trường ở Nam Định. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!